Phòng khám yêu của Truyền Thuốc Nam Thầy Mộc xin kính chào quý vị và các bạn. Thất miên, bất mị hay còn gọi là bệnh mất ngủ. Hiện tại chúng ta thì trong đời sống chúng ta gặp rất nhiều những anh chị nhẹ thì có thể là ngủ kém, nặng thì có thể là cả đêm chẳng chẳng không ngủ được. Thì nguyên nhân do đâu? Thực ra thì nó quá nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên có những cái nguyên nhân chính nó nằm ở một là tâm tỳ lưỡng hư. Nó là gì? Nhiều người công việc stress quá nhiều, lo lắng quá độ, quá mức, dẫn đến trạng là tâm bất túc, tâm bị tổn thương, nghĩa là tim bị tổn thương. Đấy, thì nó làm cho tỳ cũng bị tổn thương. Và tỳ tổn thương như vậy thì nó tỳ lại là cơ quan chuyển hóa và sinh ra huyết. Huyết nó bị nhược, huyết nó bị hư, dẫn đến tình trạng thiếu máu. Và cái tình trạng thiếu máu nó không đưa lên não, hoặc là không nuôi dưỡng được toàn bộ cơ thể, và dinh dưỡng nó nuôi cơ thể kém đi thì nó gây ra tình trạng mất ngủ. Thế thì với những người mà có cái chứng mà lo lắng sợ sệt quá mức, stress hoặc là ăn uống đầy tức gây tình trạng tâm tỳ nó hư, lưỡng hư như vậy, thì cần nhất là gì? Cần nhất là giảm bớt công việc. Nếu các anh chị mà biết thấy có vấn đề rồi mà không giảm công việc đi, mà cứ đưa dùng thuốc gì nhưng công việc vẫn như cũ thì làm gì có tác dụng gì. Gốc của nó là công việc quá nhiều, stress, lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Cho nên vì sao những cái người mà người ta buông bỏ được rồi, người ta lên chùa hoặc người ta ra bãi biển, người ta làm một thời gian ấy, thì cảm thấy người ta thả lỏng người ra thì tự nhiên thấy ngủ rất là ngon. Nó chỉ lý do đơn giản là người ta buông hết tất cả những cái gì thì người ta thấy cảm thấy nó dễ chịu, người ta còn không lo lắng nữa, thì tâm nó không bất túc vào và tâm nó không phạm vào tỳ. Thế khi mà anh thả lỏng người ra rồi thì cái tỳ của anh nó sẽ kiện vận, nó sẽ vận hóa được, giúp cơ thể nó vận hóa được thì nó nhiếp được huyết và nó đưa máu nó bơm đều ra lục phủ của chúng ta, trong đó có não bộ, thì giúp cái chứng bệnh liên quan đến mất ngủ nó sẽ được cải thiện. Và còn gặp ở rất nhiều những người mà khi mà lo lắng quá gây stress, thậm chí có những người mà có hội chứng của trầm cảm có thể dẫn đến tự tử ngay lập tức, thì lại là một cái thẻ rất là nặng rồi. Cho nên là nếu không may bị mất ngủ, các anh chị nên cố gắng bớt thời gian suy nghĩ lại công việc một chút, đặc biệt là những cái phương pháp lành tính rẻ tiền, nó gọi là không mất một đồng nào ấy, thì đó là tập luyện. Cái phương pháp mà các anh chị có thể tập luyện đó là cái phương pháp của thầy Ngô Ngọc Diệp. Cái phương pháp này là phương pháp, nó gọi là phương pháp PRG, đấy, vỗ tay, vỗ đầu, tay vỗ đầu, nó gọi là phương pháp tâm thần liệu pháp, thì hỗ trợ siêu tốt về những cái chứng bệnh liên quan đến mất ngủ. Làm như nào? Thì cái việc là chỉ cần sáng anh chị bớt khoảng 10 hoặc 20 phút, gần trưa hoặc là nghỉ trưa các anh chị gõ bớt thêm 20 phút nữa, đầu giờ chiều anh chị bớt thêm 20 phút nữa, ngày thì 3 lần. Nhớ là tối không gõ, vì tối sẽ kích thích làm não bộ, kích thích vào võ vỗ đầu thì nó sẽ rất khó ngủ. Đấy, thì là gỗ vỗ thì như thế nào, thì em đã làm rất là nhiều clip hướng dẫn anh chị rồi, nó chỉ đơn giản thôi, thả lỏng người ra. Bệnh mất ngủ của tôi là bệnh rất nhẹ, bệnh mất ngủ của tôi từ từ sẽ khỏi. Đấy, gõ như thế khoảng độ 5 lần thì bao giờ mỏi tay rồi mà. Thả ra, lại hít thở tiếp này, hít phình bụng ra, thở ra, to bụng lại. Thở ra 3 lần như thế, xong lại hít, lại vỗ đầu tiếp. Đó, thì các anh chị cố gắng ngày mất ngủ cỡ nào cũng biết, nhưng chỉ cần ngày làm đủ 3 lần như thế thì đến 99,99%
trong vài một vài tháng các anh chị sẽ cải thiện ngay lập tức. Và đặc biệt là gì, cái phương pháp vỗ đầu thì cái tâm lý của anh chị cực kỳ thoải mái rồi. Nó thoải mái đến mức độ là anh không còn lo lắng gì nữa, mà khi mà không còn lo lắng nữa thì làm sao mà chẳng ngủ được.